Trên thế giới, ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. FBI tịch thu sổ ghi chép của Tổng thống Biden. Tướng Mỹ dự đoán chiến tranh giữa Washington với Bắc Kinh sẽ diễn ra vào năm 2025. Hàng chục ngàn giáo viên tuần hành ở Bồ Đào Nha đòi tăng lương. Tại Việt Nam, người Việt bị bắt ở Nhật Bản do bán thạch giảm cân. Sài Gòn tái diễn cảnh lạ ở các trung tâm đăng kiểm. Bộ Công Thương nêu lý do 10 tỉnh thành có cây xăng nghỉ bán dịp Tết. Chợ viên đông đặc người mua may bán sủi trong đêm. Hằng Long xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Trưa Chủ Nhật ngày 29 tháng 1 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị cuối tuần thư giãn và an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Mở đầu là tin tức, ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Ngày 28 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến tiểu bang New Hampshire và Nam Carolina, hai điểm dừng đầu tiên của chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông. Ông Trump phát biểu trước hàng trăm nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa và các nhà hoạt động tiểu bang New Hampshire trước khi đến Nam Carolina, nơi ông công bố đội ngũ lãnh đạo của mình. Ông Stefan Stepanek, chủ tịch của đảng Cộng Hòa tại New Hampshire cho biết trên mạng xã hội, súng đã nổ và mùa tranh cử đã bắt đầu. Tại tiểu bang Nam Carolina, ông Trump đã xuất hiện cùng với thống đốc bang Henry McMaster, thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tại cả hai điểm dừng, cựu tổng thống lặp lại một số chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của mình, bao gồm hàng rào chống nhập cư bất hợp pháp và vấn đề Trung Quốc. Đồng thời, ông nhấn mạnh các vấn đề xã hội như quyền của người chuyển giới và chương trình giảng dạy ở trường học về chủng tộc. Mặc dù ông Trump vẫn là ứng viên tranh cử tổng thống nổi bật nhất của đảng Cộng Hòa công bố cho đến nay, nhưng vẫn còn nhiều cái tên tiềm năng khác như là thống đốc Florida Ron DeSantis. Và nối tiếp, mời quý vị đến với thông tin FBI tịch thu sổ ghi chép của Tổng thống Biden. Hôm 28 tháng 1, NBC đưa tin những cuốn sổ tay mà Tổng thống Joe Biden sử dụng trong thời gian làm phó tổng thống đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tịch thu trong cuộc khám xét tại nhà riêng của ông vào tuần trước. Những cuốn sổ tay nói trên tuy không được đóng dấu mật nhưng vẫn bị tịch thu vì trong đó có nội dung liên quan đến công việc của ông Biden dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama, bao gồm cả chi tiết về các mối quan hệ ngoại giao. Theo đạo luật hồ sơ Tổng thống, những văn bản dù không có dữ liệu nhạy cảm cũng có thể được coi là tài sản nhà nước vì liên quan đến các hoạt động của chính phủ. NBC cho biết ông Biden có một số lượng lớn những cuốn sổ này nhưng không cung cấp con số chính xác. Việc ông Biden lưu trữ những cuốn sổ ghi chép từ thời còn làm phó tổng thống đặt ra câu hỏi liệu ông có tuân thủ đúng các quy trình bảo quản hồ sơ hay không, cũng như các phó tổng thống và tổng thống khác đã xử lý những cuốn sổ ghi chép khi còn đương nhiệm như thế nào. Liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung, hôm 27 tháng 1, tướng Mike Minihan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lưu động Không quân Hoa Kỳ, đã gửi một bản ghi nhớ tới các sĩ quan dưới trướng của mình, dự đoán rằng Mỹ sẽ có chiến tranh với Trung Quốc trong vòng 2 năm tới. Ông Minihan cho biết, vào năm 2024, cả Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ có bầu cử tổng thống, do đó Mỹ sẽ bị phân tâm và ông Tập Cận Bình sẽ có cơ hội tiến tới Đài Loan. Vị quan chức cấp cao đặt ra các mục tiêu, bao gồm xây dựng đội cơ động liên quân kiên cố, nhanh nhẹn, sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng. Bản ghi nhớ đã được gửi tới tất cả các chỉ huy lực lượng không quân trong Bộ Tư lệnh và các chỉ huy tác chiến khác của lực lượng không quân, đồng thời ra lệnh cho họ báo cáo các nỗ lực chính, chuẩn bị cho cuộc chiến với Trung Quốc trước ngày 28 tháng 2. Bộ Tư lệnh Lưu động Không quân Hoa Kỳ có gần 50.000 quân nhân và gần 500 máy bay vận chuyển và tiếp nhiên liệu. Vào tháng 3 năm 2021, Thống đốc Philip Davidson, khi đó là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cũng đã đưa ra dự đoán Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan trong 6 năm tới, tức là năm 2027. Và nối tiếp là thông tin, hàng chục ngàn giáo viên tuần hành ở Bồ Đào Nha đòi tăng lương. Hôm 29 tháng 1, hàng chục ngàn giáo viên và các nhân viên trường công đã tuần hành ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Khoảng 80.000 người biểu tình đã tràn ngập Lisbon, họ hô khẩu hiệu như ngân hàng có cả triệu, chúng tôi chỉ có vài xu. Liên minh các chuyên gia giáo dục đang yêu cầu chính phủ Bồ Đào Nha tăng lương cho giáo viên và nhân viên trường học ít nhất là 120 euro một tháng và đẩy nhanh tiến độ nghề nghiệp.
Các giáo viên phàn nàn rằng họ là những công chức được trả lương thấp nhất, trong khi lạm phát ở Bồ Đào Nha gần đây đã tăng lên 9,1%, mức cao nhất trong 30 năm. Giáo viên ở mức lương thấp nhất được trả là khoảng 1.100 euro mỗi tháng, tức là khoảng 28 triệu đồng. Ngay cả những giáo viên thuộc nhóm lương cao nhất thường kiếm được dưới 2.000 euro mỗi tháng, tức là chưa đến 51 triệu đồng. Các giáo viên và nhân viên giáo dục khác trên cả nước đã đình công từ đầu tháng 12, khiến cho nhiều trường học đóng cửa và học sinh không thể đến lớp. Quay trở lại với các nội dung đáng chú ý tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, truyền thông Nhật Bản đã liên tiếp đưa tin về việc bắt giữ người Việt Nam với cáo buộc tàng trữ, buôn bán thạch giảm cân chứa chất sibutramine chưa được lưu hành. Thậm chí là đài truyền hình MBS của Nhật Bản đã đến Hà Nội để tìm hiểu về cơ sở sản xuất sản phẩm này. Tờ Thanh Niên cho biết, hôm 18 tháng 1, giới chức Nhật Bản đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Việt tại khu Arakawa, Tokyo vì tàng trữ hơn 900 chai thạch chứa sibutramine với ý định bán. Trước đó, vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ một phụ nữ quốc tịch Việt 31 tuổi với cáo buộc tàng trữ hơn 1.200 hộp thạch chứa chất trên, vi phạm đạo luật dược phẩm và thiết bị y tế. Tại một cuộc đấu giá trên mạng, người này đã bán một hộp thạch 15 miếng với giá là 3.500 cho đến 4.000 yên. Thưa quý vị, sibutramine là hoạt chất có tác dụng ức chế thèm ăn, tuy nhiên thì chưa được chấp thuận lưu hành ở Nhật Bản. Còn tại Việt Nam thì chất này đã bị Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế cấm sử dụng do có tác dụng không mong muốn. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho hay, các nguy cơ đối với sức khỏe như là đau đầu, chóng mặt liên quan đến hoạt chất này đã được xác nhận tại Miyagi, Chiba, Hyogo, Fukuoka và Miyazaki. Tại tỉnh Kyoto, một vụ nguy hiểm đến sức khỏe đã xảy ra liên quan đến thực phẩm chứa hoạt chất này, có tên là Dithioxyred Chocolate. Giới chức Kyoto cảnh báo, nếu bạn sử dụng sản phẩm này, nó có thể gây hại cho sức khỏe. Cảnh báo cũng khuyến cáo người dùng ngưng ngay lập tức và nếu có vấn đề về sức khỏe, hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất. Còn tại Việt Nam, trên sàn giao dịch điện tử SHO, sản phẩm có tên là Dithioxyred Jelly được rao bán là thạch giảm cân chứa collagen, cần tây, cacao, rồng nho, multivitamin với thể tích là 500ml, có hương vị là sô-cô-la, cần tây, xuất xứ Việt Nam, công nghệ Nhật Bản. Đáng chú ý là sản phẩm kèm thông tin có kho hàng gửi từ Sài Gòn. Còn trên Lazada, Dithioxyred Jelly được rao bán dạng 10 gói, kèm quảng cáo là giúp giảm từ 2 đến 3kg an toàn và hàng xuất khẩu Nhật có bảo hành nhưng đã hết hàng. Và nối tiếp là thông tin, Sài Gòn tái diễn cảnh lạ ở các trung tâm đăng kiểm. Cảnh lạ đã diễn ra 2 ngày qua, ngày 27 và 28 tháng 1 ở Sài Gòn. Theo đó, thì tại nhiều trung tâm đăng kiểm là hiện tượng vắng hoe, trái ngược với tình trạng ùn tắc, quá tải trước Tết Nguyên Đán. Tờ Người Lao Động cho hay, tình trạng vắng khách tại các trung tâm đăng kiểm được ghi nhận từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới là mùng 6 Tết. Vào đầu giờ chiều qua mùng 7 Tết, ngày 28 tháng 1, chi nhánh trung tâm đăng kiểm ở phường 2, quận Tân Bình chỉ có 5 ô tô đang xếp hàng chờ vào kiểm định. Nhân viên trung tâm cho biết, do vắng khách nên không phát số thứ tự, xe nào đến trước sẽ vào kiểm định trước. Tại trung tâm ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, cảnh tượng còn điều hiu hơn. Nhân viên tại đây cho hay, sáng mùng 7 Tết chỉ có khoảng 20 xe kiểm định, sau đó vắng đến đầu giờ chiều. Chung với cảnh tượng vắng vẻ, trung tâm ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức đóng cửa từ trưa cùng ngày. Liên hệ trước khi đến kiểm định, một chủ xe ở thành phố Thủ Đức được nhân viên dặn đem xe tới sớm vì có thể trung tâm sẽ nghỉ sớm do vắng khách. Theo dự đoán thì có thể do chủ xe còn nghỉ Tết nên chưa đi đăng kiểm, dự kiến là từ đầu tuần sau sẽ đông khách trở lại. Trái ngược hẳn với Sài Gòn, tại Hà Nội, ngay trong sáng làm việc đầu tiên vào hôm 27 tháng 1, ô tô đã phải xếp hàng dài ở các trung tâm đăng kiểm để chờ tới lượt. Nhiều lái xe cho biết đã xếp hàng chờ từ 4 giờ sáng. Một trung tâm đăng kiểm ở quận Hoàng Mai cho biết, trong sáng mùng 6 Tết, đơn vị đã đăng kiểm cho khoảng 60 xe. Theo Sở Giao thông Vận tải, Hà Nội hiện còn 19 trung tâm hoạt động. Các trung tâm khuyến cáo chủ xe bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định, tránh nội dung không đạt. Người dân cũng được khuyến khích đưa xe vào trung tâm ở địa phương để kiểm định. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý liên quan đến mặt hàng năng lượng. Bộ Công Thương nêu lý do 10 tỉnh thành có cây xăng nghỉ bán dịp Tết.
liên quan đến việc 10 tỉnh thành có cây xăng nghỉ bán đột ngột trong dịp Tết. Tại buổi làm việc đầu tiên ngày 27 tháng 1 của năm mới, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết là do chậm nhập hàng, hàng về chậm, nhân viên nghỉ Tết sớm, đi làm muộn. Các tỉnh thành có cây xăng đóng cửa dịp Tết bao gồm Sài Gòn, Hà Nội, Hà Giang, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Trà Vinh. Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, yêu cầu các cửa hàng nhập hàng và bố trí nhân viên bán hàng để duy trì hoạt động theo đúng quy định. Liên quan đến việc điều chỉnh giá xăng dầu, trong phiên giao dịch sáng nay ngày 29 tháng 1, giá dầu thế giới tuy ghi nhận mức giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng trong 15 ngày gần đây, giá mặt hàng năng lượng có xu hướng tăng cao. Cập nhật mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, tại thị trường Singapore, tính đến ngày 16 tháng 1, giá xăng A92, A95 và dầu diesel cao hơn rất nhiều so với giá tại kỳ điều hành gần nhất. Một số doanh nghiệp dự tính, trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 2 tới, giá bán lẻ tại Việt Nam có thể tăng mạnh là từ 1.000 cho đến 2.000 đồng một lít với xăng và từ 800 cho đến 1.500 đồng một lít với dầu diesel. Chợ Viền đông đặc người mua may bán rủi trong đêm. Thưa quý vị, sau 3 năm không hoạt động do ảnh hưởng của Covid-19, năm nay, lễ hội chợ Viền vừa được tổ chức trở lại. Từ tối qua ngày 28 tháng 1, tức là mùng 7 Tết, du khách khắp nơi ùn ùn kéo về, tạo nên khung cảnh đông đặc ngay từ ngoài cổng chợ. Ngoài người dân địa phương, chợ Viền còn thu hút du khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam. Ở một số thời điểm, xung quanh khu chợ xảy ra ùn tắc giao thông. Từ 21 giờ cho đến 23 giờ tối ngày 28 tháng 1, hàng ngàn người tràn ngập vào chợ Viền Phủ mua sắm. Tại các cửa ra vào, hàng trăm du khách chen chân. Việc di chuyển và giao dịch hàng hóa rất khó khăn khi mọi người chỉ có thể nhích từng bước. Nhiều người chưa kịp xem hàng đã bị người phía sau đẩy đi. Gần 12 giờ đêm tại khu vực phủ chính, đông đảo người dân, du khách vào viếng phủ, cầu tài lộc, mưa thuận gió hòa cho cả năm. Chợ Viền là tên gọi chung của hai khu chợ Viền Phủ, xã Trung Thành, huyện Vũ Bản và chợ Viền Chùa, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. Là một nét đặc trưng của cư dân vùng đồng bằng sông Hồng, phiên chợ Viền Phủ một năm chỉ họp một lần vào ngày mùng 7 và mùng 8 Tết, chủ yếu là bày bán các dụng cụ lao động nông nghiệp như là cuốc, xẻng, dao, liềm, thúng, mũng hay là dụng cụ đánh bắt thủy sản như là dậm, nơm, đó, lờ, giỏ, v.v. Tại phiên chợ Cầu May này, các gian hàng bày bán cây cối được du khách ghé thăm nhiều nhất. Phiên chợ năm nay diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, thời tiết lại thuận lợi nên lượng khách đổ về chợ tăng đột biến. Và chương trình đến đây cũng xin được dừng lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, Hằng Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị.